công thức để nuôi dưỡng họ và kiếm tiền từ họ. Tôi sẽ nói phần tiếp theo. Hiểu rõ bản chất marketing, chúng ta xây kênh TikTok, kênh YouTube, blog, không quan trọng nền tảng nào, bởi vì mỗi người một sản phẩm khác nhau, tùy thuộc vào sản phẩm của mọi người. Vậy thì anh chị em lựa chọn việc chúng ta là tìm khách hàng. Nếu chúng ta không cho họ quay trở lại và không nuôi ấm họ lên thì chắc chắn rồi, vào tay đối thủ. Tôi cài vào một video tăng thêm giá trị, có thể upsell. Anh chị nếu bán sản phẩm vật lý có thể bán thêm một sản phẩm nào đó tiếp theo có giá trị hơn, phù hợp với họ hơn. Tải đúng 1.000 người này vào thôi, chảy vào đúng 1.000 người đấy, thì theo anh chị một click chuột chảy ngược lại như vậy, họ chạy săn bán, cạnh tranh nhau đắt đỏ, thay đổi từ khóa chạy cho đi miễn phí, không bán cả. Ví dụ tôi bán máy tính, tôi sẽ có những hướng dẫn về máy tính, cách sử dụng và tính năng lợi ích như thế nào đó. Họ thấy có giá trị. Trong này chúng ta cài theo dõi khách hàng, chúng ta cần đi ngược lại họ. Sau khi họ xem video rồi, tất cả sẽ không xem hết video. Nếu ai đó xem một nửa video về phía dưới, có ngày dưới 50%, thì có nghĩa là họ vẫn xem nhưng không cần. Đúng không ạ? Nếu những người cần thì họ xem hết video đó. Và lúc này tôi tìm ra đâu đó, ví dụ 200 người xem hết video, thì lúc này theo anh chị 200 người này mà xem hết video thì có phải khách hàng thực sự của ta không? Bây giờ mới ấm thực sự, tìm ra 200 người này là khách hàng ấm. Lúc này video số 2 hoặc là sản phẩm số 2, nếu anh chị bán hàng sản phẩm đầu phễu thì chúng ta thông thường đi vào sản phẩm số 2, upsell hoặc downsell xuống. Downsell là gì anh chị? Bán một sản phẩm rẻ tiền hơn. Và khi click vào, một pop-up hiện lên thêm một sản phẩm cao cấp hơn nữa, được gọi là đắt tiền hơn. Và nếu họ mua combo như vậy thì lúc này được gọi là phiếu hoàn vốn. Và sản phẩm hoàn vốn như vậy được gọi là giao dịch mua bán thành công. Và lúc này chúng ta bắt đầu có tiền nhưng chưa có lãi thực sự các anh chị. Có lãi nhưng chưa nhiều. Chưa nhiều thì được gọi là thiết kế một hệ thống bán sản phẩm đầu tiên. Mà trong marketing thì khó khăn nhất là để khách hàng chúng ta mua sản phẩm. Nếu các nền tảng chết có 1.000 khách hàng này thì làm sao? Trên quảng cáo danh sách hay còn gọi là đối tượng, thì thằng chết tải lên Google tôi chạy cũng là người đó. Và remarketing là gì? Khi khách hàng vào Google cũng thấy tương tác. Bao nhiêu anh chị ở đây đã vào Google, sau đó phang Facebook sang TikTok cũng thấy quảng cáo của họ thì giơ tên thôi nè. Thì đấy là bản đồ ngầm. Việc chúng ta là phải làm được điều này. TikTok chết không cần. Học viên rồi tôi bảo TikTok cứ chơi, nhưng bán sản phẩm đầu phễu thôi. Bán sản phẩm đầu tiên và lôi về hệ thống của chúng ta, giữ trên tài khoản, chi phí đắt thì không bán nữa. Cùng bán cái người ở trên TikTok này thôi. Nhưng mà chúng ta lại bán qua Facebook, bởi vì Facebook họ vẫn không bỏ mà. Trên Google họ không bỏ thì chúng ta cũng cái người này thôi, cũng cái khách hàng đấy. Họ xuất hiện ở đâu thì chúng ta remarketing bám đuổi theo họ. Chi phí một người như vậy thông thường remarketing nó vô cùng rẻ, chảy liên tục. Vào đó cũng thấy ta, trên YouTube xem video cũng thấy ta, thì đó được gọi là ma trận marketing. Hệ thống phếu trên đây được gọi là hớt ván.